khởi tố vụ cháy nhà ba tầng ở Trung Kính, Trung Hòa, Hà Nội để điều tra. Ngày 25 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy làm 14 người chết tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ hai nội dung, trách nhiệm của chủ nhà trọ và các hành vi liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy quản lý kinh doanh cho thuê nhà trọ, quản lý nhân khẩu. Tin do Trung tâm Tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.